xong. Thành chữ win à. Tế bắn. Thế bắn đi đâu đấy? Thua rồi, trận này sẽ có thua. Sự thủ hay dân tê. Sao con giáp rồi. John sẽ thay vị trí của hai nhân tê.
cũng có hai giáp thiên thần cả. Thì đúng rồi, có cái gớm có kịp vào máu không, kịp vào máu 200 tê ba sao bắn giải quyết rồi, các tên qua được. Chín là đẹp. Hiệu chiều cộng 70%. Sao đúng rồi, giải quyết cơ bản shot quá đẹp, wow mình đã có này. Tung nó thần và 36 đấy. Đây rồi, có hồi máu, hồi 5.000 máu luôn, tuyệt vời. Rất đẹp rồi đấy.
nào. Đúng rồi. Thu giảm, không cần thu. Thảo xuống. Càng tốt. Thú này không cần thua. Bạn giật cũng ghê đấy, nhưng sao cái này được hồi máu nó mẹ này không ăn thua. Sẽ thương chuẩn. Cái phần này thôi như thế này nhìn thấy thôi bao phê thế đấy. Sáng có giòn giòn có giáp mà. Lên dây được nhỉ. Cái phần này thôi tám hết tuyến trò của bạn nó không đỡ được quá nhiều sát thương quá lớn luôn. Ôi giời chủ tượng này ra đây à, mình có được cái không nhỉ? À, vẫn đang còn này.
dụng luôn, không cần phải nói nhiều. Lâu được lên nhỉ, lâu được lên sóng đấy. Chưa tệ hay sao mà. Son gần 3 sao rồi. Thì đã xong. Bạn đã sao? Cà phê đẹp hết. Thôi. Thấy chưa? Cho cái cà phê xuống đi. Cho ông thần. Cài vẫn là thú. Mình sẽ đánh đội hình 4 thôi. Vẫn có Cavani. Vẫn cho Cavani đây. Sao rồi. À, tạo luôn 3 sao thì đã sao. Quá nhanh luôn. Không hiểm, cái phần này đã 6 chỉ việc thôi. Không làm được. Giòn xả đạn liên tục. Qua cái gớm. Anh em thấy hay thì hãy cho mình một like.